Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Gia đình cầu nguyện với lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật 27 thường niên năm B, kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chị bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Suy niệm: Đức Maria là đấng đầy ân sủng và đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã cưu mang và sinh hạ đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta hãy đến gần hơn với mẹ Maria và phó thác trong sự bảo trợ của mẹ. Trong bài tin mừng hôm nay, mẹ Maria đầy ơn phúc vì có Thiên Chúa ở cùng. Hai tiếng xin vâng, mẹ đã hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa để được dẫn đưa ngay trong đêm tối của đức tin. Mọi tín hữu đều được mời gọi sống hành trình đức tin như mẹ, để được chung hưởng hạnh phúc với mẹ, như lời ngự phán: "Phúc cho ai không thấy mà tin." Vì thế, hôm nay nếu đọc lên kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc, thì hãy vui mừng thêm nữa để nhận ra ơn phúc Thiên Chúa ban tặng cho mẹ thì cũng ban cho mỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, sống xin vâng theo thánh ý Chúa và siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày, để qua lời kinh, chúng con xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho chúng con. Amen.